Su nghĩ là Su có thể giấu mẹ đi múa văn nghệ hả Su? Lần này thì bị mẹ phát hiện rồi nha. Tặng này, tặng mẹ nè. Tặng hả? Dạ. Tưởng đâu 8 tháng 3 không có quà, ai ngờ mới sáng sớm được Su nhà mình tặng quà nè. À, đúng rồi á. Ủa mà sao cái hình con cá không đúng? Con cá mà nó giống cái gì? Nó là trái tim. Đúng rồi ha. Cá hình trái tim á mẹ. Trời ơi. Hay quá ha, con ngồi khịa chị hai cho bằng được nữa rồi. Quà của em Mi cho mẹ đâu? Không có quà mà còn kén chọn hành mẹ dậy thật sớm cột tóc rồi trang điểm cho đi lên trường mới chịu. Nhìn bà nhỏ vậy đó chứ bà khó tính dễ sợ. Mẹ phải chọn màu son nào tươi tắn dịu dàng mới chịu. Ơ mà nói nghe nè, hôm nay Sumi làm gì ở trên trường mà phải tô son cột tóc ghê vậy Sumi? Đâu có gì đâu mẹ, con đại diện học sinh chăm ngoan của trường tặng hoa cho cô ngày 8 tháng 3 đó mà. Ủa nhắc tới ngày 8 tháng 3 mới nhớ nè, mẹ đưa son cho Su lên tặng cô ngày 8 tháng 3 nè. Sumi hai cô còn Su Ti, ủa có một cô chủ nhiệm con đòi hai phần quà nữa là sao? Dạ con tặng thêm cô anh Văn nữa mẹ, con khoái cô anh Văn lắm luôn. Ơ mà hôm nay chị hai nhà mình giỏi lắm, không có cần mẹ tiễn, tự đóng cửa đi vào lớp luôn rồi nè. Càng ngày mà càng trưởng thành thế này thì mẹ an tâm sinh bé tiếp theo rồi đó nha. Bé ra nãy giờ ngồi trên xe 1-2 không có cho mẹ vô trường là chị trong trường đang biểu diễn văn nghệ. Ủa bộ Su có biểu diễn văn nghệ hay sao mà Su không có cho mẹ vào? Trời đất, bả vào bả còn nói với cô ơi mẹ có hỏi biểu diễn văn nghệ thì nói con không có biểu diễn nha cô. Chắc là mẹ tin quá ha, mẹ có giác quan thứ 6 nha Su. Nhìn cái tướng trông chờ Su Mi nhà mình diễn văn nghệ của ba Dũng mà cười ẻ luôn, ổng còn càm ràm đó, thấy chưa, ba biết là Su Ti và Su Mi có biểu diễn văn nghệ có khiếu mà mẹ không có cho đi học, suốt ngày đi học võ không thôi. Ờ hay, đi học võ là sự lựa chọn của Su mà, thôi ba tập trung coi biểu diễn văn nghệ đi kìa. Mà thấy bé đó nhảy giỏi vậy nè, tự nhiên coi xong cái muốn cho Su mình đi học nhảy hiện đại luôn à. Oh yeah, cuối cùng cũng tới tiết mục của em Sumi nhà mình rồi. À, phải cười tươi lên đi chứ, sao cứ bậm miệng hoài vậy Su? Mình có năng khiếu không để mẹ trang cho Sumi đi nhảy hiện đại chứ ba Dũng là phấn khích lắm rồi.